Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Lao, hiện nay nguồn nước tại các hồ đập, hồ Đắc Lao, hồ Đắc Rờ La, hồ Đắc Ken, hồ Đắc Mờ Bài, hồ Tăng Gia trên địa bàn xã Đắc Lao đã cạn nước. Công ty Thủy Lợi đã thực hiện việc điều tiết nước vào hồ đội 35, hồ đội 40, hồ Đắc Ken, khu vực Bùn Sê Nhưng lượng nước điều tiết ít, không đủ cho các hộ dân bơm tưới chống hạn những ngày qua, các hồ chứa nước trên địa bàn mỗi ngày có khoảng vài trăm máy bơm của bà con hoạt động hết công suất để lấy nước tưới cho cà phê. Các hồ thủy lợi này cung cấp nước tưới cho khoảng 80% hectare cây trồng. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài những ngày qua, đồng thời nhiều hộ dân bơm tưới đồng loạt nên hồ đã cạn kiệt nước. Nhiều hộ dân đang chấp nhận hút nước bùn để cứu diện tích cà phê. Theo các hộ dân có rẫy tại khu vực này, nhiều diện tích cà phê đã vàng lá, khô cằn, các hộ dân chỉ biết trông chờ ngành chức năng địa phương hỗ trợ bơm tưới nước chung chuyển từ hồ Tây thị trấn Đắk Minh sang để có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay đang trong thời gian bước vào giữa mùa khô, bà con nông dân đã tiến hành tưới tiêu cho cây trồng đợt 3 và đang chuẩn bị tưới đợt 4. Dự báo nếu thời tiết không có mưa trong cuối tháng 3 thì nguy cơ xảy ra thiếu nước khô hạn là rất cao. Trước tình trạng này, Ủy ban nhân dân xã Đắk Lao đang kiến nghị đề xuất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đắc Nông chi nhánh huyện Đắc Minh xem xét điều tiết nước vào hồ đội 35, hồ đội 40, khu vực Buôn Seri để cơ bản đang đáp ứng được nhu cầu tưới của người dân. Ngành nông nghiệp huyện Đắc Minh đang khuyến cáo người dân chủ động chống hạn cho cây trồng, tăng cường sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm.